Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Dương vừa khởi tố vụ án liên quan tới bệnh nhân 3051 tên là Đào Duy Tùng, người đã nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Theo điều tra, cuối tháng 3, đối tượng Đào Duy Tùng, quê xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, xuất cảnh trái phép sang Lào và tiếp xúc với nhiều người, trong đó có Đào Anh Tuấn. Ngày 22 tháng 4, Tùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam và đến ngày 30 tháng 4, được Tuấn gọi điện báo tin một số người tiếp xúc với Tùng tại Lào đã dương tính với COVID-19. Thời điểm này, Tùng đã có dấu hiệu ho, sốt, đau họng, được nhân viên y tế truyền nước, tiêm thuốc và ở cùng phòng với bạn gái. Sau đó, Tùng xét nghiệm ra kết quả dương tính với COVID-19. Một người bạn làm việc cùng Tùng cũng đã nhiễm COVID-19 trong quá trình tiếp xúc với Tùng. Sáng 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Phan Văn Quang, kẻ đã phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ, vào tháng 6 năm 2020 tại quận Bình Tân, TP.HCM. Theo kết quả điều tra, do nghi ngờ người tình là chị D phản bội mình, bị cáo Phan Văn Quang đã nổi giận lấy chai nhựa đựng 3 lít xăng và bùn để chắn cửa phòng trọ, sau đó đổ xăng vào phòng trọ đốt lửa, trong khi chị D và 2 người cháu đang ngủ. Hậu quả khiến 3 nạn nhân tử vong. Ngày 14 tháng 5, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang lập hồ sơ tiến hành điều tra vụ ông Nguyễn Văn Thanh, giám đốc Hasinco, mắc COVID-19 sau chuyến đi Đà Nẵng nhưng không khai báo y tế đầy đủ. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội sẽ nghiên cứu hồ sơ để xác minh, làm rõ việc ông Nguyễn Văn Thanh, giám đốc công ty đầu tư xây dựng số 2 Hasinco ở tòa nhà Center Point 27 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, mắc COVID-19, có dấu hiệu làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng Ngô Thái Anh, 16 tuổi, Diệp Vĩ Khang, 16 tuổi, Thái Gia Huy, 17 tuổi và Trịnh Lê Bảo Kha, 18 tuổi, cùng ngụ tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Công an phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An nhận được tin báo tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM liên tục xảy ra các vụ trộm cướp tài sản của sinh viên. Công an phường nhanh chóng tiến hành triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt được nhóm đối tượng gây án.